Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, các những lời chia sẻ và làm chứng của quý con cái của Chúa. Cái chủ đề của Empower 21 đó là Chúa Giêsu cho mọi người. Chúa Giêsu không chỉ của một riêng ai, nhưng mà Ngài đến, Ngài cứu tất cả mọi người. Và ai cứu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Và đó là cái mục tiêu của ban tổ chức. Và tôi nghĩ rằng ở đây là một cái sự kêu gọi toàn cầu để mọi người chúng ta nhận biết rằng dấu hiệu của sự cuối cùng đã gần đến. Kinh Thánh cho chúng ta biết những thiên tai, những chiến tranh, những bệnh dịch, tất cả điều này là dấu hiệu của sự trở lại của Chúa Giêsu. Và ngày sự trở lại của Chúa Giêsu rất là gần. Và do đó chúng ta cần phải ý thức được điều này và chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta gặp gỡ Chúa là cách nhất. Cái thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị làm sao để chúng ta dẫn dắt nhiều người đến với Chúa Giêsu. Và do đó Chúa Giêsu cho mọi người có nghĩa là chúng ta phải làm sao để cho những ai mỗi ngày chúng ta, mỗi nơi chúng ta đến, chúng ta mong rằng là chúng ta gặp mỗi một người, chúng ta sẽ nói với Chúa cho họ. Việc họ tin Chúa hay không là cái việc của Thánh Linh Chúa làm việc. Nhưng việc của chúng ta là nói về Chúa cho họ. Anh em, chúng ta cũng cầu nguyện khi chúng ta nghe lời Chúa. Đại Cha và Đấng yêu thương chúng con, Ngài đã yêu chúng con đến nỗi Ngài đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian này, chết thay cho tội lỗi của chúng con. Ngài đến, Chúa Giêsu đã đến thế gian này và tìm và cứu những người hư mất. Và Ngài biết chúng ta đã ban Thánh Linh của Ngài trên đời sống của chúng con, ở cùng với chúng con, giúp đỡ chúng con để cho chúng con có đời sống bình an, đời sống đầy hy vọng. Nhưng đồng thời Ngài cũng giúp chúng con để đem tinh thần của Chúa cho những người khác nữa, con cái của Chúa. Và con cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Thì sức giàu chúng ta trong buổi sáng nay chính là nghe lời của Ngài. Có câu chuyện về một người kia, anh ta sau khi nghe giảng xong, anh ta rất muốn dẫn khách đến với Chúa. Và anh này làm nghề hớt tóc, cho nên anh được cảm động. Sau khi nghe giảng xong, anh cảm động và anh quyết định rằng bắt đầu sáng hôm nay, sáng mai mình sẽ nói với Chúa thật thà. Cho nên sau khi nghe giảng cái việc xong, sáng thứ hai anh ta nghiêm túc và anh cầu nguyện: Chúa ơi, sáng hôm nay con sẽ gặp người đàn ông nào đầu tiên, con sẽ nói về Chúa cho anh này. Và ông mở cửa cái shop làm tóc ông xong. Sau khi mở xong thì có người đàn ông bước vào. Thì ông thở tóc, ông nói rằng anh muốn làm gì? Cho nên tôi muốn được cạo râu. Anh thở tóc này hăng hái cầm cái dao cạo, giống như là mài cái dao cho bén. Xong rồi cái anh đến gặp cái người thợ tóc và hăng hái. Câu đầu tiên anh nói rằng anh tin Chúa Giêsu thì anh sống, mà anh không tin thì anh chết. Ông cầm cái dao, ông kia lên cái cổ này. Điều tôi nói với chúng ta đó là gì? Tại sao tôi nói chúng ta điều này? Đây không phải là cách mà chúng ta giới thiệu về Chúa cho chúng ta. Không phải cách chúng ta giới thiệu về Chúa cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Luca đoạn 19 đây câu chuyện rất là tuyệt vời, câu chuyện mà chúng ta cần nên là biết đến. Luca đoạn 19 đây câu chuyện về Sa-chê gặp được Chúa Giêsu. Tôi xin đọc cái câu chuyện này. Và đến thành Jericho, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế cho nhà đó. Ông muốn nhìn xem Chúa Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng đông đảo và ông thì thấp bé. Ông chạy đến trước, leo lên một cây sum để nhìn thấy Ngài, vì Ngài sắp sửa đi qua đó. Khi đến chỗ ấy, Đức Chúa Giêsu nhìn lên bảo Sa-chê: hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con. Sa-chê vội vàng cuộc xuống mừng rỡ và đón Ngài. Mọi người thấy vậy đều lẩm bẩm: ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọn. Nhưng Sa-chê đứng dậy thưa với Chúa: lại Chúa, đây này, con xin phân phát một phần nửa gia tài của con cho người nghèo khó.
Và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bầu thường gặp từ. Chúa Giêsu bảo Sa-cơ, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu của Abraham, vì con người đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Thánh Giê-rô-khô mà nơi chúng ta được nói đến đây, ở trong Kinh Thánh nó có hai địa điểm Thánh Giê-rô-khô. Thánh Giê-rô-khô thứ nhất là thành thời Giô-suê, thành phố ở gần đồng bằng sông Giô-đanh, đối diện nơi mà chỗ dân Sơn vượt qua con sông Giô-đanh. Và đây là địa điểm mà của cái của phụ nước của Elise, và cách sông Giô-đanh khoảng 8 cây số. Đây là một thành phố quan trọng và nó đã bị hủy phá sau khi Giô-suê chiếm lấy thành này, và thành này là Chúa cấm không ai được lấy ra những của cải từ chiếm được thành này, và ai xây lại thành này thì sẽ đứa con út sẽ chết, đó là lời mà của Giô-suê nói. Cho nên nếu mà ai đến Do Thái, chúng ta đến cái ngày này không có cái chỗ này, vẫn là địa điểm mà không có xây dựng gì cả. Nhưng cái thành Jericho mà chúng ta nói trong thành ước đó, thì nó cách phía đông nam của thành Jericho cũ, và đây thì tỉnh giàu có hưng thịnh và một nền thương mại rất đáng kể, và có những cây cỏ mà dùng chữ palm tree hay là cây mà gọi là cây trà là đó. Thì ở đây có những cái cây trà là rất là nhiều, rất là mát, và trà là ở đây cũng rất là ngon. Nếu chúng ta qua Do Thái, chúng ta sẽ đến đó, chúng ta sẽ ăn cây trà là của nó rất là ngon. Thì rồi ai đi Do Thái thì có nhớ chúng ta ghé là chỗ đó, chúng ta dừng lại ra mua đó. Thì đó là cái chỗ này. Tại đây nơi mà Chúa Giêsu là khiến cho hai người mù được sáng và đem sự cứu rỗi đến cho sạch trẻ. Nếu ai chúng ta nhớ là đi trong chuyến đi Do Thái tuần trước, chúng ta đi ngang qua, chúng ta thấy có một cây sung rất là to và cao, và cái đó là cái sung của Sa-cơ. Đây câu chuyện trong thánh mà ai đã đi thì rồi chúng ta biết cái chuyện này. Cho nên trong cựu ước thì cái vùng đất Jericho nó thành lũy kiên cố là nơi bị rủa xả, nhưng mà trong tân ước thì nơi ý nghĩa đến sự phục hồi, sự cứu rỗi. Nào, Chúa Giêsu đi đến thành Jericho, và trên đường đi có rất nhiều người đông vây quanh Chúa Giêsu. Và Sa-cơ nghe đồn về Chúa Giêsu. Ông nghe đồn về Chúa Giêsu là gì? Ông nghe Chúa Giêsu được nổi tiếng ngoài việc Ngài chữa bệnh, khiến người mù được thấy, người điếc được nghe, người bị phun cùi được chữa lành. Và Chúa Giêsu cũng nổi tiếng, và lý do ông muốn gặp Ngài đó là Chúa Giêsu là người mà gần gũi với những người tội lỗi, và gần gũi những người phường điếm đỉ, những người thông thấy. Và đó là lý do ông muốn nhìn Chúa Giêsu như thế nào. Và Sa-cơ là một vị giống như là bộ trưởng bộ thể dục, đại diện cho dân, đại diện cho người La Mã thâu thuế của những người Do Thái. Cho nên khi mà làm đại diện cho người La Mã, thì ví dụ như người La Mã kêu thâu thuế bao nhiêu đó, thì ông thâu thuế nhiều hơn và bỏ túi riêng. Và tất cả những người thâu thuế trong thời đó đều là những người làm như vậy. Tất nhiên là lạm dụng cái thuế mà người La Mã bắt dân chúng đóng, thì họ thâu thêm để bỏ túi riêng. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những người thâu thuế là người bị rất là bị coi thường. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết mà nãy chúng ta đọc đó là ông là người rất giàu có. Bộ trưởng bộ thể dục, tất cả những người khác thâu thuế vô bao nhiêu thì họ chia lại cho ông, cho nên ông rất là giàu có. Nhưng mà ông nghe Chúa Giêsu nổi tiếng về cái việc là Ngài gần những người tội lỗi, gần những người thâu thuế, và ông muốn gặp Ngài. Và bởi vì ông là người lùn thấp, cho nên ông đi đến đâu thì không thấy được Chúa. Và thêm cái nữa, người ta thấy mặt ông, người ta ghét, nên người ta đẩy ông ta ra và không cho ông gặp Chúa. Và một điều mà ông muốn gặp Chúa thì không có cách nào cả, cho nên ông đón được cái con đường mà Chúa Giêsu phải đi ngang qua, và ông leo trên ngọn cây sung và ông ngồi đó, ông chờ Chúa Giêsu ngang qua để ông ngắm Ngài. Thì khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua và Ngài nhìn lên trên cây sung, và Chúa Giêsu biết được ông là tên Sa-cơ, và Chúa Giêsu bảo là Sa-cơ hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ghé nhà con. Chúa Giêsu thấy được bên trong Sa-cơ ông già, nhưng mà ông có được ai.
Kinh Thánh nói rất rõ là người tội lỗi sẽ không có bình an. Cho nên Chúa Giêsu nói hôm nay ta sẽ đến nhà ngươi. Có thể trong đời sống của Sa-chê cảm thấy mình đang làm công việc mà như vậy là tội lỗi tốt lắm. Có thể ông cảm thấy là mình làm công việc tội lỗi và ông bị khách chê cười và con cái vợ ông ra đường ai cũng còn thường. Cho nên ông muốn có một sự thay đổi nào trên đời sống ông, nhưng mà dường như đó, không có cơ hội nào cả, bởi vì cuộc sống cứ đẩy đưa như vậy và ông phải sống giống như vậy. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu đến gặp ông, Chúa Giêsu không nói đâu. Giống như người mà hồi nãy tôi nói là cái người mà thở tóc đó, ăn năn đi, không thôi chết. Ông làm như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói điều gì với Sa-chê? Chúa Giêsu hôm nay sao? Ông con, chúng ta sẽ nghe này. Hôm nay ta sẽ ghé lại nhà con và phản khắc. Hôm nay ta sẽ ở nhà con. Cái câu nói của Chúa Giêsu không phải là câu nói của sự định tội. Câu nói của Chúa Giêsu không phải là câu nói là tại sao ngươi lại bóc lột của anh em mình, bóc lột dân tộc mình. Cái người La Mã nó bóc lột rồi, tại sao ngươi còn bóc lột nữa? Chúa Giêsu không nói như này. Nhưng mà tôi tin rằng khi một ngày nhìn vào Sa-chê, ngài thấy được bên trong cái khoảng trống trải bên trong ông, cái sự cắn rứt của lương tâm, thấy được cái sự hối hận bên trong mà không biết làm gì. Và Chúa Giêsu nói một câu rất đơn giản là hôm nay ta sẽ ghé nhà con, ta sẽ ở nhà con. Chúng ta hãy hiểu rằng một điều rất là quan trọng để chinh phục một người tội nhân không phải là định tội họ, không phải là ghét bỏ họ, không phải coi thường họ, thì chinh phục bằng tình yêu. Chúa Giêsu đến với thế gian này, ngài đến bằng tình yêu. Giăng đoạn 3 câu 16, một câu mà tôi tin rằng tất cả ai chúng ta đều biết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi, yêu đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vâng, người ta biết rằng cần biết họ có tội, nhưng họ cũng cần biết là Chúa yêu họ và Chúa Giêsu đến để tìm của họ. Cho nên khi mà Chúa gặp Sa-chê, ông ta sống lại của chính mình, giống như là nãy Thanh có làm chứng, những người mà cảnh họ sống lại. Tại sao sống lại? Chúng ta có biết Sa-chê có nghĩa là gì không? Sa-chê, tên Sa-chê có nghĩa là công chính, công là tinh khiết, pure, trong sạch, tinh khiết. Nhưng mà cái tên của ông là như vậy, giống như một người mà tên là tên Mạnh mà yếu xìu lúc nào cũng kịch bụi ho, đó là không sống cho đúng cái tên. Người tên giàu nhưng không có một cách cũng tốt. Chúng ta hiểu được giống như đó. Thì tại đây một người tên là Sa-chê có nghĩa là cái người trong sạch, cái người tinh khiết, mà sống trong gian dối, lừa gạt, bóc lột. Nhưng mà khi mà ông đến với Chúa, ông gặp được Chúa thì một điều gì xảy ra? Chúa làm sống lại con người của ông. Chúng ta biết là khi mà gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói với ông là khi ông đến nhà của Chúa Giêsu, chúng ta thấy gì? Khi mà Chúa Giêsu đến đón ông thì những người khác thì bắt đầu có lòng bằng. Ông ấy vào nhà sẽ có kẻ tội lỗi mà trọ. Con người của chúng ta dễ thường nhìn thấy tội lỗi của người khác, nhìn thấy sự yếu đuối của người khác mà chúng ta không nhìn vào mình. Chúng ta để ý khi mà chúng ta chỉ một ngón tay vào người đó, thấy không? Nhìn ngón tay rồi khi mà chỉ một ngón tay vào người đó thì điều gì xảy ra? Có ba ngón tay chỉ về mình. Cho nên khi mình lên án một người nào đó, mình chỉ trích một người nào đó thì chúng ta đang vô tình chúng ta chỉ cho mình ba lần hơn những gì chúng ta chỉ người khác. Và những người khác thì coi thường Sa-chê và thậm chí họ coi thường Chúa Giêsu luôn á. Tại sao mà ông này ông lại đến nhà người có tội, ông này là trùm của tội thôi, tại sao lại ở nhà người này?
Và chúng ta biết sẽ chê thưa với Chúa thế này: Lạy Chúa đây này, con xin phân phát một nửa gia tài của con cho người nghèo khổ. Chúa không còn nói ông phải làm gì để ăn năn hết, để làm gì thay đổi đó. Nhưng mà tình yêu của Chúa và sự cảm đỡ Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời ông, và Ngài nói rằng Ngài muốn bước vào trong nhà con, ở trọ nhà ông, thì chính điều này đã thay đổi cuộc đời ông. Và ông nói rằng con xin phân phát phần nửa gia tài của con cho người nghèo. Rồi câu kế tiếp mà ông nói rằng: nếu con có bóc lột bất cứ ai, không có biết ai mà trước đây con có bóc lột, thì bây giờ con bồi thường cái đó cả tư. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi đoán chừng là ông không còn bao nhiêu hết. Phân nửa gia tài cho người nghèo này, bây giờ bóc lột người khác, mà ai bóc lột trong những năm qua, bóc lột ai thì bồi thường cả tư. Tôi nghĩ là ông không còn gì. Nhưng mà điều Chúa Giêsu nói với ông cái điều gì? Chúa Giêsu nói là: hôm nay sự cứu rỗi đã vào ngày này, và ngày này cũng là con cháu của Abraham. Sự cứu rỗi nó nhào nhào. Ông có thể không còn gì cả, nhưng mà cái lợi nhất ông đạt được đó là gì? Được trở lại chính mình, được trở lại con người công chính, được trở lại con người tinh khiết, được trở lại giống như gì cha của ông ước ao khi đặt lên ông: con lớn lên, con là sa chế nha, con lớn lên, con là người trong sạch, con lớn lên là người tinh khiết nha. Và cha ông, thường thường chúng ta đặt tên của con, chúng ta ước ao con là như vậy. Nếu ai đặt tên con giàu, muốn con giàu, tên của chúng ta là cái chữ ước ao của cha mẹ trên đứa con đó. Nếu chúng ta ai cha mẹ đặt tên là Diễm thì mong con mình là đẹp, đúng không ạ? Có nghĩa là khi chúng ta đặt tên con mình, mong muốn con mình đẹp, nhưng mà qua năm tháng, qua cuộc sống, sẽ chết đánh mất được chính mình. Ông đã đánh mất chính mình. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu, ông tìm gặp được chính mình. Ông tìm được chính là người ngay thẳng, người công chính, người trong sạch. Và thứ hai, ông tìm gặp được sự cứu rỗi. Ông gặp được Chúa, ông gặp được sự cứu rỗi. Trong sự cứu rỗi đó bao gồm sự bình an và sự vui mừng, hạnh phúc. Có thể cái thứ mà ông có trước đây, ông cho nó là quý giá thôi. Nhưng bây giờ ông có tất cả điều đó không có làm gì cả. Quý trở lại chính mình mới là đẹp. Nhiều người không họ biết chính mình, họ đeo đuổi, họ sống ảo. Nhiều người không biết chính mình, họ sống tự khoe, tự nâng mình lên. Nhiều người sống chính mình, họ mượn những cái thú vui nào đó để mà cảm thấy cho họ vui. Nhưng mà người gặp Chúa sẽ gặp lại chính mình, gặp được chính mình, gặp Chúa, gặp chính mình và nhận được sự cứu rỗi. Và chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Sau khi ông gặp Chúa rồi thì một điều là ông trở thành người ảnh hưởng trong xã hội, trong cộng đồng. Hãy tưởng tượng một cái người nghèo, bây giờ có một người giàu, thật giàu, chia phân nửa gia tài của họ cho mình, là cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm nhận thế nào một người mà trước đây đã bốc bị bốc lột, bây giờ bồi thường mình gấp 4 lần hơn, chúng ta cảm thấy thế nào? Một cách khác, cả thành Jericho vui mừng bởi vì sự cứu rỗi đã vào nhà ông sa chế. Và khi sự cứu rỗi đã vào nhà sa chế thì niềm vui, sự ảnh hưởng trên đời sống của ông làm đến cho người khác. Và đây là điều mà chúng ta cần xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy qua cuộc đời của sa chế. Hai lần Chúa Giêsu nói, lần thứ nhất Chúa Giêsu nói là hôm nay ta sẽ ở trọ nhà người hôm nay. Và cái ngày mà Chúa Giêsu ở trọ nhà sa chê cũng là ngày Chúa Giêsu nói là hôm nay sự cứu rỗi vào nhà người. Ngày nào chúng ta mời Chúa vào trong cuộc đời của mình, ngày đó là ngày của sự cứu rỗi. Có phải không ạ?
Như hôm trước Hùng có làm chứng với chúng ta là khi mà Hùng tin Chúa rồi nhìn lại có khoảng 1 năm hơn thì đâu nhớ thôi. Mà những điều mà Hùng muốn đạt được trong tuần này chỉ đạt được 1 năm hay hơn 5 năm. Khi mà sự cứu rỗi bước vào trong đời sống của chúng ta, Chúa Giêsu bước vào sự nghiệp của Chúa trong đời sống của chúng ta, Ngài thay đổi tất cả. Cho nên đừng để Ngài ở trọ chỗ khác. Amen. Hội thánh chúng ta sẽ có nhiều tín đồ, nhưng mà có sải lắm chúng ta có người mời Chúa ở trọ nhà mình. Chúa ơi, tôi mời Ngài ở nhà con. Nhưng mà có những người thì để Chúa ở nhà bên kia đi, không bận quá, không tiếp Chúa được. Ngài để Chúa trọ nhà mình. Một trong những nghệ thuật mà để Chúa ban phước cho chúng ta đó là: xin Chúa đừng đến thăm con, mà xin Chúa ở nhà con. Amen. Khi mà một người đến thăm thì người đó sẽ đi, nhưng mà người đến ở luôn thì là chuyện khác. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện Chúa bắt đầu hôm nay, cầu nguyện xin Chúa đừng thăm viếng con nữa, mà xin Chúa đến đây ở luôn đi chúng con. Amen. Ở luôn trong căn nhà của con. Và Sa-chê đã được thay đổi bởi vì sao? Ông tìm kiếm Chúa, người ta cản trở ông nhưng mà không cản trở ông. Dù đám đông có thể cản trở ông, nhưng mà ông quyết định ông leo lên cây. Nào, cái sung ở trong thời đó thì nó giống như cái nó là một cái loại giống cây vải vậy, loại cao chứ không phải giống như cây sung của chúng ta, cây to lớn chúng ta có thể leo cây được. Mà tôi không hiểu được ông leo lùn sao leo cây được. Nhưng mà bằng mọi giá ông leo được cái cây sung. Và cây sung, chúng ta hiểu được một điều, cây sung có ý nghĩa là chúng ta dùng cây sung, chúng ta thấy rất nhiều trái đúng không ạ? Cây sung hay cây vả đều có trái. Nói đến điều gì? Một khi chúng ta đi lên cái chỗ cao, leo lên chỗ cao để chúng ta gặp Chúa, thì cuộc đời chúng ta sẽ có một trái. Cuộc đời chúng ta sẽ có kết quả. Cuộc đời chúng ta sẽ không còn khô hạn nữa. Cuộc đời chúng ta sẽ không còn trong sự thiếu thốn nữa. Vì Chúa xuống đến để cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Hãy nhìn cái tên Sa-chê, một người tội lỗi, nhưng mà khi ông trở lại với Chúa, Sa-chê và cây sung, sự công chính, sự trong sạch ở trên cây sung, gặp Chúa tại cây sung và cây nó nhiều kết quả, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta gặp Chúa, tìm kiếm Chúa hết lòng ở trong sự công chính, thì đời sống chúng ta sẽ có nhiều kết quả. Anh em, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là con cháu của Abraham. Tại sao Chúa dùng Giêsu dùng cái này? Người này cũng là con cái của Abraham. Bởi vì Abraham là tổ phụ của đức tin. Có nghĩa là đối với Sa-chê, ông sẵn sàng bỏ tất cả, bởi vì ông biết rằng ông tin Chúa bao nhiêu đó là đúng. Ông sẵn sàng đánh mất bao nhiêu vốn. Ông có đức tin ở Chúa, ông đặt đức tin mình ở Chúa. Và tôi tin rằng những năm tháng còn lại của ông, cái năm tháng mà ông tin cậy nơi Chúa và ông thấy rằng người công chính sẽ sống bởi. Chúa Giêsu gần lại sau khi Sa-chê nói rằng có phật pháp đối với tài con cho người nghèo, và nếu có bóc lột ai bất cứ điều gì con xin bồi thường cấp tư. Và Chúa Giêsu nói rằng sự cứu rỗi đã vào nhà này vì người này là con cháu của Abraham. Và Chúa Giêsu kết thúc câu này: vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị tử mất. Tôi muốn để cái câu này ở trong lòng của chúng ta là Chúa Giêsu đến để tìm và cứu người tử mất. Và Chúa Giêsu đã đến, Ngài tìm và Ngài đã cứu chúng ta, mỗi người chúng ta có một đời. Ngài tìm và Ngài đã cứu được chúng ta. Và giờ đây Chúa trao cái nhiệm vụ này lại cho chúng ta. Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu đã nói rằng Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai cho con thay ấy. Chúa Giêsu muốn nói điều gì? Chúa Giêsu muốn nói đến rằng
Đức Chúa Cha sai Ngài xuống để tìm những con người bị mất, thì Chúa Giêsu cũng nói rằng ta cũng sai các con tìm và cứu mọi người bị mất. Bắt đầu hôm nay tôi ước ao và thánh chúng ta, dĩ nhiên ước ao của tôi đó là về đây cứu năm mọi người, chúng ta dẫn mọi người đến Chúa. Nhưng mà tôi muốn chúng ta lập cho mình một cái kế hoạch, đó là trong tuần lễ thứ hai chúng ta gặp, xin Chúa cho chúng ta gặp ai đó, chúng ta nói với Chúa cho người đó. Chúng ta gặp ai, chúng ta nói với Chúa cho người đó. Ở chỗ nào chúng ta gặp, chúng ta cũng xin Chúa cho con có thể nói với Chúa cho người đó. Hãy nói với Chúa cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Amen. Chỉ con cái của sự cứu rỗi là gì? Sau khi Chúa cứu chúng ta, Ngài cứu chúng ta, Ngài muốn điều gì nói chúng ta? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có sự ăn năn thật, đó là đời sống thể hiện sau khi ăn năn. Và Sa-chê đã làm điều này. Ông đã thật sự ăn năn và ông đã thật sự thay đổi, và đời sống ông đã thay đổi cộng đồng của ông năm sau. Tôi tin rằng gia đình ông đầy cái sự vui mừng, bởi vì sống cho một người tham lam, sống một người ích kỷ rất là khó sống. Nhưng mà ông đã thay đổi, thành ra ông đem đến niềm vui, đem hạnh phúc cho gia đình của mình và cho người chung quanh. Ý thứ hai mà chúng ta cần học theo câu chuyện này, đó là chúng ta không tránh xa bệnh nhân, nhưng mà hãy bày tỏ tình yêu với họ, ở với họ. Tôi tin rằng tất cả chúng ta trong quá khứ, ai chúng ta cũng đã từng có tội, ai chúng ta cũng từng làm những điều sai. Nhưng mà Chúa đã thương xót chúng ta, Ngài dùng tình yêu của Ngài, Ngài kể chúng ta lại. Tôi nghĩ rằng nếu mà mỗi lần mà chúng ta phạm tội, mà Chúa đánh chúng ta mỗi lần, thì chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng mà Chúa dùng tình yêu của Ngài để cứu chúng ta. Giờ là hãy đối xử với người khác bằng tình yêu của Chúa. Hãy yêu thương họ. Nếu những con người tội lỗi và Chúa đến Ngài cứu, thì tôi tin rằng những người mà thật sự sau khi Chúa thay đổi đó, họ sẽ trở thành những con người đem ảnh hưởng đến cho người khác. Anh hiểu không? Họ sẽ biết ơn Chúa và họ sẽ rao giảng tinh thần. Một số anh em mà trong cai nghiện mà tôi được nghe lại, trong đó có người bị nhiễm HIV. Và khi một người bị nhiễm HIV đó, họ uống thuốc điều đặn, nhưng mà cái cơ hội họ sống lâu không có. Và tôi được nghe nói là có những người họ nói tôi rằng là nếu mà sống khoảng 50-60 là cái khoảng đó là họ phải chết. Và những cái người mà tôi gặp gỡ đó thì họ biết rằng thời gian họ chỉ có nhiều đó thôi. Nếu Chúa chữa lành cho con hết hoàn toàn, Chúa chữa lành, nhưng mà nếu Chúa không chữa lành cho con hết thì con chỉ còn có bao nhiêu thời gian thôi. Con sống ngày nào, con hết sức con học của Chúa ngày đó. Và tôi gặp những người giống như vậy. Và họ làm hết công việc này, làm hết công việc kia, đi đến nơi này, đi tới nơi kia để mà giảng cho mình. Nói cái khác là họ muốn trả ơn Chúa bởi vì Ngài đã làm cho mình. Và tôi ước mong rằng để chúng ta hiểu được điều này, một trong những cách mà chúng ta trả ơn của Chúa đó là chúng ta đừng có tránh xa người có lỗi, hãy đừng có lỗi, yêu thương họ, chấp nhận họ, cảm thông họ. Bởi họ có những lúc giống như chúng ta trước đây từng bị ma quỷ cám dỗ, họ giống như chúng ta đã từng yếu đuối, nhưng mà có ai đó được an ủi, kích lại động viên họ trở lại. Cho nên cảm thông với người khác, đừng tránh xa họ. Thứ ba đó là chúng ta hãy tìm tới những người này, cứu họ để họ vào nhà Chúa, dạy dỗ họ trở thành những người cha, người mẹ thuộc linh cho những người này, chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ cho đến lớn. Và đó là ba điều chúng ta làm. Thứ nhất, hãy sống đời sống an năn thật. Để người ta nhìn vào đời sống chúng ta, họ biết chúng ta có Chúa. Hãy sống đời sống an năn thật để người ta thấy rằng chúng ta đã gặp Chúa thật sự. Và thứ hai, đừng tránh xa những thường người tội lỗi. Hãy gần gũi, hãy bày tỏ tình thương với họ, hãy yêu thương họ.
Và thứ ba là hãy dẫn cho họ đến với Chúa, cứu được họ. Amen. Amen. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Trời buổi sáng hôm nay chỉ còn qua câu chuyện mà Chúa Giêsu gặp gỡ được Sa-chê, chúng con hiểu được một phần nào tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Thì cái thánh cho chúng con biết rằng là Chúa Giêsu đến và tìm và cứu những người bị mất. Cái thánh cho chúng con biết rằng khi chúng con còn là người có tội thì Chúa Giêsu vì chúng con mà chịu chết. Chúa Giêsu chết để cho mọi người đều được cứu, mỗi cho mỗi ai tin nhận Ngài được cứu. Vì đó, cầu nguyện Chúa hôm nay xin đổ tình yêu của Ngài vào lòng con. Nếu chúng ta muốn Chúa cho mình tình yêu, đặt tay trên ngực của mình và nói Chúa ơi, cho con tình yêu của Ngài, để con yêu những người hư mất, con yêu những người tội lỗi, con yêu những người mà có ưa. Bởi vì Chúa đã yêu con thế nào thì Chúa muốn con có yêu càng giống như vậy. Điều đáng Chúa dạy con trước hết là yêu kính Chúa và yêu người. Chứ không tình yêu này để con yêu những người khác, chứ không tình yêu này để con có thể cảm thông với người khác khi họ ở trong xì xích của tội lỗi, ở trong tâm cùng của mạng. Chứ không tình yêu này để cho con yêu họ. Và Chúa ơi, cho con đến những con người này, cảm thông với họ. Chúng con đến với những con người này để chúng con có thể chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ và dẫn dắt họ đến với nhà Ngài. Thế nên xin khuấy dậy trong lòng của chúng con tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu của những người thương mất, tình yêu của những con người đang đặt lối. Con cảm ơn Chúa, sức giận cho bảo thánh của Ngài, đạo thánh chúng con bảo thánh chinh phục những con người bị thương mất. Con cảm ơn Ngài. Chúa con cầu nguyện trong danh của Chúa Christ. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.